Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn thích mai vàng bonsai cây kiển cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang hết cô chú anh chị. Hôm nay tiếp tục quay trở lại với chỗ của bạn Mỹ Châu ở trong khu công viên Ngân Thuận hay là khu đô thị Stella ha cô chú chị, gần với đền thờ Vua Hùng ha. Hôm nay giao lưu đến cô chú chị các bạn một số phôi mai tứ quý, phôi mai vàng nha quý cô chú anh chị nha. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ủng hộ kênh, ủng hộ bạn Mỹ Châu ha. Em vô clip nha. Rồi, xin chào bạn Mỹ Châu ơi. Dạ, em mến chào cô chú anh chị ạ. Hôm nay em lên giao lưu một số phôi tứ quý nha cô chú anh chị. Có bông giấy ha, cây nhài, bông trang ha, đủ thứ chân ha cô chú. Dạ, số điện thoại giao lưu của em là 0944383255 nha cô chú. Số đó cũng là số giao lưu của em ha. Yeah. Rồi. Dạ, em vô cây số 1 ha cô chú anh chị. Rồi, cây số 1 nha cô chú anh chị, cây tứ quý ha. Số 1 tứ quý nha cô chú anh chị. Đế cũ đế nở nha cô chú anh chị. Cây đẹp đế lực ha. Hoành được 23 nha cô chú anh chị. 23. Cao là được 55. Mã số 1 ha, em giao lưu là giá 1 triệu rưỡi ha, bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. 1 triệu rưỡi mã số 1, 1 triệu rưỡi nha cô chú anh chị. Rồi. Mã số 2. Rồi, một cây dáng siêu đế lực nha cô chú anh chị, dáng bay ha. Tứ quý dáng bay. Có cành hồi luôn nha cô chú cây này chị. Đẹp lắm nha cô chú anh chị, rất là cây luôn ha, đó mướt cây nha cô chú, đế rất là lực này nha cô chú anh chị, cây tứ quý nha cô chú anh chị. Hoành là được 31 nha cô chú anh chị. Hoành 31. Chiều cao là được 54. Mã số 2 ha, em Zalo là giá 2.800.000 ha, phôi tứ quý nha. 2.800k mã số 2. Dạ, mã số. Mã số 3. Một phôi tứ quý ha. Cây này lùng lùng bút măng, bút măng ha cô chú. Cây để vàng rất là dễ thương nè. Đế rất khéo luôn nha. Đế đẹp ha. Đó, đế cũ mà đế đều 24 giờ luôn, đế cắm xuống luôn. Cây mã số 3. Hoành 26 nha cô chú anh chị. Cú nạt được 35 ha. Cây cao được 37. Đường kính bầu là 31. Dạ rồi, mã số 3 là giá 1.900.000 nha dạ, cô chú anh chị. 1.900.000 mã số 3. Rồi. Dạ. Tiếp tục mã số 4. Số 4 luôn nha cô chú anh chị. Cô chú vậy cây này là siêu để bạn ha. Cây này rất là dễ thương. Đây quái nha cô chú chị, nhỏ mà quái nha, nhỏ có vỏ nha cô chú anh chị. Thấy vậy chứ chị cành khéo nha cô chú. Đế cũ luôn nha, nhỏ mà có vỏ. Cô chú anh chị mình về ghép mai quắn hay bạch mai gì, vàng bạc đá quý trên vàng dưới bạc gì ha. Rồi, cái hoành ha, cái hoành cũ là được 24 nha cô chú anh chị. Tại vị trí này được 19 rưỡi ha. Chiều cao là được 43. Rồi, phôi tứ quý ha, mã số 4 là giá 350.000 nha dạ, cô chú. 350 mã số 4. Rồi, mã số 5. Tiếp theo là mã số 5. Mã số 5. À. Cây để bàn dễ thương luôn. Một cây gì? Cây này lực cây luôn nha cô chú. Dáng lắc đẹp ha. Cây này rất là vững nè cô chú anh chị ha. À, tứ quý mã số 5. Hoành được 25 nha cô chú. Củ nạc ha là 41,5. Chiều cao là 33. Mã số 5 là giá 2.100.000 nha cô dạ, chú anh chị. Dạ 2.100.000 luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 5. Ngưng cái nha. Ok tôi. Dạ rồi, tiếp theo mã số 6. Cây ngũ sắc nha cô chú anh chị. Cây ngũ sắc nu ha. Nu tròn vo như cái bánh cam nha cô chú anh chị. Cây, đó. Cây quái đẹp nha cô chú. Nu rồi nè. Cái này về là cô chú anh chị mình chơi có bông luôn á. Ít bữa nữa có bông. Cây ngũ sắc. Cũ nha cô chú anh chị, xù quái ha. Đó. Hoành được 46 nha cô chú anh chị. Dạ, hoành 46. Hoành cũ 46 ha. Chiều cao là được 23. Rồi cây ngũ sắc mã số 6 giá 950.000. Dạ, 950 một cây ngũ sắc để bàn nha cô chú anh chị, thuần dạ, chậu. Cây này thuần chậu nha cô chú anh chị. À. Dạ. Rồi tiếp theo em đổi cây luôn ha. Tiếp tục mã số 7. Mã số 7 cũng là một cây tứ quý nha cô chú anh chị. Tứ quý. Nha. À, cây này phong cao ha, chi cành đầy đủ luôn nha quý cô chú. Mã số 7.
Hoành được gần 33 nha cô chú anh chị. 33. Dạ. Cây cao được 76. Đường kính bầu được 30. Mã số 7 nha cô chú anh chị, em Zalo là giá 2.200.000 nha cô chú anh chị. 2.2, mã số 7 là 2.200.000 nha quý cô chú anh chị. Dạ. Dạ. Mã số 8 tứ quý luôn. Số 8 tứ quý luôn. Cây đế đẹp nha cô chú. Cây có củ, cây có chi cành á. Hoành là 23. Cao là 49. Đường kính bầu là 34. Mã số 8 nha, em Zalo giá 1.800.000 nha cô dạ, chú anh chị. Dạ, quý mã số 8 nha cô chú anh chị, 1.800 ha. Cây đẹp, đế đẹp, chi cành đẹp luôn cô chú ơi. Rồi đổi không chú ơi. Dạ. Bùm sầm nè, vũ nữ nè. Dạ. Quá nè. Tiếp theo là mã số 9 nha. Cây bonsai nha cô chú anh chị. Cây này vũ nữ đang múa có chân dài nha cô chú anh chị. Gắt khéo cây ha. Cây bùm sầm ha. Mã số 9. Hai chân dài tới tới nách luôn nha cô chú anh chị. Hoành là được 14 nha cô chú anh chị. Cái chân cao là được 15 cm nha. Chiều dài là 47. Tán ngang là 50. Mã số 9 ha, em Zalo là giá 350.000 nha cô chú anh chị. Dạ, 350 nha cô chú. Dạ, tiếp theo là em đổi cây ha. Dạ. Mã số 9, số 10. Số 10, cây tứ quý. Rồi. Mã số 10 ha, một phôi tứ quý nha. Cây này có củ đế nở cô chú. Rồi, đế cũ nha cô chú anh chị, tứ quý mã số 10. Rồi, thông số chủ ơi. Hoành được 25 nha cô chú anh chị. Yeah. Hoành được 25 ha. Cây cao được 52 ha cô chú. Tổng hoành đế là được 69 nha cô chú. Rồi mã số 10 ha, phôi tứ quý em Zalo là giá 1.800.000 nha cô chú anh chị. 1.800k mã số dạ. 10. Bao ship toàn quốc luôn. Ừ. Rồi. Em ơi trời. Cái mã số 11. 11 ha. Cây trang sen. Trang đột biến. À, trang sen đế cửu quải. Ghép trang đột biến hường sọc nha cô chú anh chị. Này ghép giống hường sọc ha. Đế cũ nè cô chú anh chị ha. Này ghép giống hường sọc Bến Tre nha cô chú anh chị. Cái gốc cái phôi nó là cái phôi trang sen đế cũ nha cô chú. Trang nhỏ, trang đỏ lá nhỏ. Dạ, trang đỏ lá nhỏ ha. Dạ. Cái này là trang nhỏ lá đỏ chứ không phải trang sen ha. Hoành là được 16 luôn nha cô chú anh chị. Cây này có củ. Rồi cái hoành cũ là được 30 luôn ha. Chiều cao của hoành cũ sẫm nôm là được 17 nha. Chiều cao của cái cây là được 41. Mã số 11 ha. À, bông trang ha, ghép giống hường sọc Bến Tre ha cô chú anh chị. Em Zalo là giá 1.500.000 ha. 1.500.000 nha cô chú anh chị. Củ đế rất đẹp ha. Trời. Dạ. Rồi em đổi cây ha. Mã số 10. 12. 12, một cây tứ quý lùng lực cô chú anh chị ơi, đế cũ dạ. Nha. Cây này rất lực cây luôn ha cô chú. Mã số 12 nha cô chú anh chị. Rồi mã số 12 tứ quý. Hoành ha, hoành là được 28,5 nha cô chú. Yeah. Cao là được 39. Đường kính bầu là 32. Mã số 12 phôi tứ quý giá 1.600.000 nha cô chú. Rồi, anh chị. 1.600k mã số 12. Dạ. Rồi. 13. 13 cây ha. Nha cô chú anh chị. Dành dành ha cô chú anh chị. Cây dành dành. Hoa dành dành nha cô chú anh chị. Cái này hoa cánh kép nha cô chú. Cây này rất là đẹp luôn ha cô chú anh chị. Đó. Cái phôi rất là đẹp luôn. Em vô dây chỉnh sửa rồi đó ha cô chú anh chị. Hai mặt ha, mặt trước mặt sau mặt nào cũng đẹp hết trơn ha, rất là mướt cây luôn nha cô chú. Đó.
Hoa rất thơm luôn ha cô chú. Rồi hoành là được 31cm ha. Cao là được 74. Tán ngang là được 72. Này mã số 13 ha, em Zalo giá 2,5 triệu nha cô chú anh chị. 2,5 triệu nha cô chú nha. Mã số 13, một cây dành dành bonsai. Rồi, cây này về ít bữa có bông luôn. Đổi giùm anh luôn. Tiếp theo là 14, một phôi tứ quý. Dạ, tứ quý. Đến nơm luôn. Dán chật một cốt ha cô chú anh chị, chi cành đều ha, đế nơm ha. Về là cô chú anh chị khui bầu ra vô chậu luôn nha cô chú anh chị. Cây rất là khỏe nha cô chú anh chị ha. Dạ, dạ cây răng guốc luôn ha. Hoành được 25 nha cô chú anh chị. Chiều cao của bộ rễ là được 16. Chiều cao của cây từ mặt bầu lên tới đỉnh là 52 ha. Tổng quanh đế là được 79. Mã số 14 ha, em Zalo giá 2,1 triệu nha cô chú anh chị. 2,1 triệu nha cô chú. Một cây tứ quý, dáng trực đế cũ đẹp nha cô chú anh chị. Mã số 14 ha, 2,1 triệu. Dạ rồi em đã cây ha. Dạ số tiếp theo 15. Là 15. Rồi, một phôi tứ quý ha. Rồi cây phong cao nha cô chú. Mã số 15. Quanh ha, tại vị trí này là 27 nha cô chú anh chị. Cao là được 79 ha. Đường kính bầu 35. Mã số 15 em Zalo giá 1,550,000 nha cô chú anh chị. 1,550k, mã số 15 nha quý cô chú. Rồi. 16, một 16. Cây giấy Mỹ ghép tổng thạch nha cô chú anh chị. Một phôi giấy Mỹ ha cô chú anh chị, em ghép cẩm thạch ha. Mã số 16 ha. Này là bông nha cô chú. Cây đế quái nha cô chú anh chị. Nó có cục bú chà bá luôn ha. Cục bú nè. Quanh được 20 nha cô chú anh chị. 19,5 ha. Cái củ vị trí này là được 38 ha. Chiều cao là được 103. Mã số 16 ha, em Zalo giá 1,800,000 nha cô chú. 1,800k, mã số 16 nha cô chú anh chị. Dạ. Một cây bông giấy Mỹ ghép cẩm thạch, đế quái có cục vú chà bá luôn cô chú anh chị ha, có cái tượng in luôn ha. Dạ. Dạ. Rồi, mã số 18. 17 ha. 17. Rồi, mã số 17 ha, cây này cây cuối clip nha cô chú anh chị, một phôi tứ quý ha. Chi cành đẹp lắm nha cô chú anh chị, nó cây cũng hơi đắt ha, đế cũ đặc nha cô chú anh chị. Quanh được 28 nha cô chú anh chị. Cây cao được 54. Đường kính bầu 30. Mã số 17 ha, em Zalo giá 2,100,000 nha cô chú. Rồi, anh chị. 2,1 triệu nha cô chú. Dạ, anh cây chị. Này cũng là cây cuối clip của em ha. Em cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi và ủng hộ em ha. Dạ em cảm ơn và mến chào ạ. Dạ, cảm ơn bạn luôn. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều ủng hộ kênh, ủng hộ bạn chào như cô chú anh chị nha.